Những phát ngôn vỗ thẳng mặt không kiêng nể của sao Việt. Nhiều nghệ sĩ không ngần ngại đưa ra những lời nhận xét chỉ trích về năng lực của đồng nghiệp một cách không kiêng nể. Những tháng cuối năm 2017, làng nhạc Việt bỗng trở nên sôi động và ồn ào hơn bao giờ hết, với hàng loạt phát ngôn gây sốc của chính những người làm nghề khi nói về nhau. Những phát ngôn dội nước lạnh, vỗ thẳng mặt, không hề kiêng nể e dè đã tạo ra những cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt trên mạng xã hội. Ngọc Anh không hiểu sao nhạc của Chi Dân Only C thành hit được. Vốn không phải là một người thích gây sốc, lại được tiếng khá điềm đạm trong giới showbiz, nên khi đưa ra những phát ngôn bày tỏ quan điểm cá nhân, Ngọc Anh đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về một số cái tên đang nổi trong thị trường nhạc Việt, cô đã không ngần ngại đáp Only C, Chi Dân là ai. Mặc dù ngay sau đó cô cũng thú thật rằng cô biết có nhạc sĩ tên Only C và không quan tâm đến nhạc của Chi Dân. Tiếp đó, Ngọc Anh bày tỏ sự băn khoăn của mình khi không hiểu tại sao nhạc của Chi Dân và Only C được nhiều người yêu thích và trở thành hit được. Nhạc Việt giờ đúng là cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám, Ngọc Anh kết luận. Ngay sau phát ngôn này, Ngọc Anh bị ném đá khá dữ dội và liên tục nhận chỉ trích vì cho rằng cá nhân cô chưa xứng đáng để chê người khác và đang cố tình mượn những tên tuổi được chú ý để đánh bóng ẩn thân. Trước những lời chỉ trích đó, một lần nữa Ngọc Anh khẳng định vững vàng quan điểm của mình lên trang cá nhân, cô nói rõ: tôi được hỏi và tôi trả lời đúng những gì tôi nghĩ, không biết thì bảo là không biết, chán thì bảo là chán. Các bạn tôi còn chụp cả comment của độc giả cho tôi, vì tôi bên nước ngoài không xem được. Các bạn không biết tôi có sao đâu, tôi không quá quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tôi sống đúng với suy nghĩ của tôi, con người tôi và âm nhạc của tôi. Những khán giả của tôi, họ biết và yêu quý tôi là đủ. Còn phía Chi Dân và Only C từ chối trả lời về vấn đề này. Dương Cầm, Miu Lê chưa đủ trình để được gọi là ca sĩ. Trong game show Sau Đại Chiến, nhạc sĩ Dương Cầm đã khơi mào một trận chiến thật sự với Miu Lê khi thẳng thắn nhận xét về giọng hát của nữ ca sĩ này. Anh phát ngôn, Miu Lê chưa đủ trình để được gọi là ca sĩ. Ngay sau đó, Miu Lê đã có những lời phản pháo vô cùng gay gắt trên truyền thông. Cô cho biết trước khi bị dội gáo nước lạnh, Miu Lê không hề biết Dương Cầm là ai. Bởi vậy, ngay sau khi ghi hình tập 1, cô đã phải ra Google cái tên Dương Cầm. Thế nhưng kết quả ra toàn hình piano. Sau đó Miu Lê tiếp tục tấn công Dương Cầm bằng một số tiết mục trên chính sân khấu Sau Đại Chiến. Đồng thời mẹ Miu Lê cũng đăng đàn công khai chê Dương Cầm và bênh vực con gái. Trước diễn biến đó, nhạc sĩ Dương Cầm gửi lời xin lỗi đến Miu Lê trên Facebook cá nhân, kêu gọi mọi người thông cảm cho những câu nói hơi quá của mẹ Miu Lê. Thế nhưng anh vẫn bảo toàn quan điểm của mình về giọng hát của nữ ca sĩ này. Văn Mai Hương không thể gọi Chi Bu là ca sĩ đồng nghiệp. Việc Chi Bu đi hát đã tạo ra một cuộc tranh luận không có hồi kết. Ngay từ khi cho ra mắt sản phẩm đầu tiên, giọng hát của Chi Bu đã gây tranh cãi. Rất nhiều cái tên đình đám trong giới nhạc Việt đã đưa ra những lời góp ý với hot girl này. Đáng chú ý nhất là lời phản pháo của Văn Mai Hương về phát ngôn gây sốc, ai cầm mic lên cũng là ca sĩ của Chi Bu. Trước câu nói có vẻ ngông nghênh của Chi Bu, Văn Mai Hương thẳng thắn cho rằng đó là một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi. Đồng thời bày tỏ thái độ cá nhân bằng cách xin phép không thể gọi là ca sĩ đồng nghiệp. Phát ngôn này của Văn Mai Hương khiến cô gặp phải rất nhiều phiền toái từ những người yêu mến và bên vực Chi Bu. Thậm chí sau đó Văn Mai Hương phải live stream để nói rõ ràng mọi việc và đưa ra lời cảnh báo trước việc sức khỏe của mình bị đe dọa. Quang Lê tiết lộ cách xê cao không tưởng ở hải ngoại của Lệ Quyên. Quang Lê chia sẻ rằng giá của Lệ Quyên ở hải ngoại lên đến 12.000 đô. Tuy nhiên, lâu lâu cô ấy mới sang một lần chứ không biểu diễn thường xuyên. Sở hữu chất giọng Huế ngọt ngào, trầm ấm, Quang Lê luôn là một trong những cái tên nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại và trong nước. Mới đây, trong sự kiện của chính mình, nam ca sĩ sinh năm 1981 đã bật mí về mức cách xê của mình ở Việt Nam và Mỹ mà truyền thông luôn quan tâm lâu nay. Anh cũng tiết lộ hiện nay giá cách xê của anh tại hải ngoại vào khoảng 6.000 đô, khoảng hơn 130 triệu đồng, cũng chỉ bằng với con nuôi Phương Mỹ Chi. Nam ca sĩ chia sẻ, thị trường ở hải ngoại cạnh tranh rất cao, ngày xưa cách xê của tôi cũng chỉ 3-4.000 đô. Thời gian sau này tôi hay về Việt Nam nên cách xê ở Mỹ phải tăng vì mình còn bay đi bay về rất tốn kém. Còn về Việt Nam, giá cách xê tầm khoảng 80 triệu đồng, hôm nào ế xô thì 50 triệu đồng, nhưng Quang Lê vẫn hát để phục vụ cho khán giả. Tuy nhiên may mắn là tôi chưa bị ế xô mà vẫn thường được bầu xô quý và bo thêm tiền.
Ngoài ra, mức cát xê còn tùy thuộc vào chương trình. Nếu đi hát cho các thương hiệu thì giá cao gấp 3 lần bình thường, hát đám cưới thì khoảng 2 lần. Anh cũng tiết lộ cát xê của người em thân thiết Lệ Quyên khi đi lưu diễn nước ngoài lên đến 12.000 đô, khoảng 250 triệu đồng, vì nữ ca sĩ chỉ sang Mỹ hát khoảng 2 lần trong năm. Anh cũng khẳng định mình rất tự hào và hạnh phúc cho bạn chứ không ganh tị. Sau 4 lần diễn ra thành công, Quang Lê quyết định thực hiện live show hát trên quê hương năm với chủ đề Tình Chỉ Đẹp diễn ra tại nhà hát Hòa Bình. Bên cạnh giọng ca trữ tình của Quang Lê, đêm nhạc còn có sự góp mặt của danh ca Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Dung, Họa Mi, Hương Lan hay các ca sĩ được yêu mến khác gồm Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh. 10 sự kiện giải trí gây bão showbiz Việt năm 2017. Lê Giang, Tố Duy Phương, Bình Minh lộ ảnh cùng Trương Quỳnh Anh, Tâm Tiết đá xéo may da là những sự kiện gây chú ý của showbiz Việt năm 2017. Lê Giang, Tố chồng cũ Duy Phương bạo hành trên sóng truyền hình, một trong những sự kiện thu hút dư luận trái chiều giai đoạn cuối năm 2017 của showbiz Việt là ồn ào giữa vợ chồng Lê Giang, Duy Phương. Xuất hiện trong chương trình Xoán Hào Quang, Lê Giang nức nở Tố từng bị chồng cũ Duy Phương bạo hành, ném xuống cầu thang. Lời chia sẻ của nữ diễn viên hài ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ với người xem. Trước lời tố của vợ cũ Lê Giang, Duy Phương phủ nhận thông tin, đồng thời tiết lộ cuộc sống đảo lộn vì bị mang tiếng xấu, dẫn đến cơn đau tim tái phát. Sau đó, Duy Phương quyết định khởi kiện chương trình Xoán Hào Quang. Về phía mình, Lê Giang hoàn toàn giữ im lặng sau những phát ngôn trên sóng truyền hình. Bình Minh, Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật. Bình Minh, Trương Quỳnh Anh từng đóng chung bộ phim Thề Không Gục Ngã vào năm 2015. Cách đây không lâu, những hình ảnh thân mật trên mức đồng nghiệp của cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đều đã có gia đình riêng. Sau khi scandal xảy ra, có nguồn tin cho rằng đó chỉ là ảnh hậu trường phim do Bình Minh và Trương Quỳnh Anh thủ vai. Về phía bà xã của Bình Minh và chồng của Trương Quỳnh Anh, cả hai đều bày tỏ sự tin tưởng đối với người bạn đời của mình. May Gia và Tâm Tiết. Vào tháng 9 2017, May Gia bất ngờ chia sẻ với báo giới câu chuyện có thật của mình. Nữ ca sĩ cho biết cô và bố bé bồ câu vẫn có mối quan hệ khá tốt dù đã chia tay. Thực sự hiện tại tôi cũng không muốn nói nhiều bởi bản thân cũng không còn liên quan hay đau buồn gì nữa. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tôn trọng tình cảm đó vì nhờ mối tình đó tôi mới có bé bồ câu. Sau khi bất ngờ bị lôi vào chia sẻ của May Gia rằng chồng mình từng có thời gian hẹn hò khá mặn nồng với nữ ca sĩ, Hot Girl Tâm Tiết đã viết lên trang cá nhân, hẳn là người thứ ba bị người thứ ba chen ngang, khổ tâm thật sự, chẳng qua người tính không bằng trời tính đó mà, đen thì phải chịu, đỏ quên đi. Câu chuyện chưa kết thúc thì cả hai tiếp tục công kích qua lại. May Gia tiết lộ mình là bạn gái cũ của chồng Tâm Tiết. Cô Hot Girl cũng không vừa khi công khai bé bồ câu chính là con gái của đại gia Chu Đăng Khoa. Ca sĩ Đông Hùng bị giang hồ chém. Vào tháng 8 2014, thông tin nam ca sĩ Đông Hùng bị giang hồ chém gây xôn xao dư luận. Nam ca sĩ tiết lộ trong 5 năm qua, anh đã phải làm việc rất vất vả để trả số nợ cũ gần 4 tỷ đồng của mẹ. Đông Hùng dường như kiệt sức khi liên tục gánh thêm những món nợ mới của mẹ. Vì vậy, anh buộc phải lên tiếng cầu xin mọi người không cho mẹ của anh vay tiền nữa. Cũng như mong mẹ hãy thương anh và em trai mà ngừng chuyện vay mượn khắp nơi như trước. Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Trong một game show, Hương Giang Idol bất ngờ đưa ra đáp án đúc đầu vô cầu tiêu cho câu hỏi có gắn tên của nghệ sĩ Trung Dân. Ngay sau khi chương trình lên sóng, cô ca sĩ đã hứng chịu không ít gạch đá của dư luận. Sau khi bình tĩnh lại, Hương Giang Idol đã công khai xin lỗi trên livestream và được bậc tiền bối tha thứ. Sau đó, nữ ca sĩ tạm lui về hậu trường một thời gian để nhìn lại bản thân và nghỉ ngơi sau những chuyện không hay xảy ra. Hồng Nhung, vợ Xuân Bắc, tố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép. Tháng 9 2017, Hồng Nhung, vợ Xuân Bắc livestream lên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép không cho cô chấm thi tốt nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Anh Tú sau đó đã phủ nhận lời tố cáo này. Vợ Xuân Bắc còn lên tiếng về việc cơ sở vật chất của nơi cô làm giảng viên không đảm bảo cho công tác giảng dạy. Cô cũng yêu cầu nghệ sĩ nhân dân Anh Tú phải lên tiếng xin lỗi mình giữa lùm xùm khi ấy. Nghệ sĩ Xuân Hương kiện Trang Trần vì xúc phạm danh dự. Tháng 5 2017, Trang Trần đăng tải clip mắng nghệ sĩ Xuân Hương khi cho rằng tài khoản tên Lê Xuân Hương để lại bình luận vô văn hóa lên trang cá nhân của cô. Nghệ sĩ Xuân Hương phủ nhận đồng thời tuyên bố kiện Trang Trần vì xúc phạm danh dự của bà. Minh Hằng tố Hà Hồ chèn ép buộc cô rời khỏi ghế nóng The Face. Tháng 4 2017,
Minh Hằng bất ngờ tiết lộ chuyện bị Hồ Ngọc Hà chèn ép vì không muốn ngồi chung ghế nóng tại The Fight 2017. Giữa ồn ào, Hà Hồ úp mở chia sẻ, tôi không bao giờ muốn làm những điều không hay, giống như những gì người ta nói. Cuối năm Minh Hằng một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra MV mới, trong đó có một phân cảnh ngắn được cho là ám chỉ scandal giữa cô và Hà Hồ. Tuy nhiên Minh Hằng đã phủ nhận hoàn toàn việc này. Mối tình Ngọc Trinh và đại gia Hoàng Kiều. Showbiz Việt năm 2017 còn ồn ào bởi cuộc chia tay ầm ĩ giữa Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều. Cụ thể, cuối tháng 1, 2017, đại gia 72 tuổi nói lời chia tay bạn gái sau 3 năm hẹn hò. Vụ kiện Phương Nga và Cao Toàn Mỹ. Năm 2015, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vướng vào vụ kiện tụng lừa đảo với đại gia Cao Toàn Mỹ, số tiền lên tới 16,5 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm bị tạm giam, cô được tại ngoại chờ điều tra bổ sung vụ án. Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ làm tốn không ít giấy mật báo chí vào thời điểm diễn ra phiên tòa.